Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 hôm nay, đội tuyển Việt Nam gây thất vọng, huấn luyện viên Trucci bị sa thải. Cập nhật lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2026 hôm nay 26 tháng 3 và rạng sáng ngày 27 tháng 3, đội tuyển Việt Nam gây thất vọng. Huấn luyện viên Trucci bị sa thải. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup hôm nay 26 tháng 3. Nhận định bóng đá Việt Nam vs Indonesia. Sau nửa chặng đường của vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 3 tại bảng F khu vực châu Á, thất bại trước Indonesia khiến đoàn quân của huấn luyện viên Philip Trucci đánh mất lợi thế trong việc giành tấm vé đi tiếp. Chính vì vậy, trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 27 tháng 3 có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho cả đội tuyển Việt Nam và cá nhân chiến lược gia người Pháp. Đội tuyển Việt Nam thua 2 trận gần nhất gặp Indonesia. Ở buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Trucci cho biết ông đã có những trao đổi với BHL đội tuyển Nhật Bản để tìm ra phương án chống các tình huống ném biên mạnh của Indonesia. Đồng thời, ông cũng hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Sau hai thất bại gần nhất cùng với tỷ số 0-1 trước đối thủ Indonesia, niềm tin của người hâm mộ dành cho huấn luyện viên Trucci và đội tuyển Việt Nam đã giảm nghiêm trọng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, vé xem một trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình ế ẩm và có thể mua được dễ dàng, thậm chí thấp hơn giá gốc. Huấn luyện viên Trucci có thể bị sa thải nếu tiếp tục thua Indonesia ở trên sân vận động Mỹ Đình. Trở lại với vấn đề chuyên môn, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu lợi thế sân nhà cùng những thống kê tốt trước Indonesia. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam để thua trên nhà trước đối thủ này đã cách đây 20 năm. Tại AFF Cup 2004, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng toàn thua khi dẫn dắt U23 và đội tuyển Indonesia làm khách tại Việt Nam. Về mặt lực lượng, đội tuyển Việt Nam không có thêm chấn thương nào nghiêm trọng, cả 28 cầu thủ đều sẵn sàng. Trong khi đó, Indonesia đối mặt với dịch cúm nội bộ và huấn luyện viên Shin đã triệu tập gấp 3 cầu thủ sang Hà Nội để thay thế. Bên cạnh đó, một số cầu thủ trở về từ châu Âu vẫn chưa thực sự quen với thời tiết ở Đông Nam Á dẫn đến ảnh hưởng xấu về sức khỏe. Ngoài ra, hai cầu thủ mới nhập tịch hôm 19 tháng 3 cũng sẽ đủ điều kiện góp mặt gồm Tom Hay và Ratna Orangol. Jenner và Suguk có thể vắng mặt vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, Indonesia cũng có những sự bổ sung đáng chú ý khác. Huấn luyện viên Philip Trucci dự kiến sẽ đưa ra những sự thay đổi so với trận lượt đi. Trong đó, Tiến Linh và Quang Hải nhiều khả năng sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát. Dự đoán tỷ số, đội tuyển Việt Nam 1-0 đội tuyển Indonesia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia ở đâu, kênh nào? Toàn bộ các trận đấu của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á bao gồm trận đấu giữa Việt Nam vs Indonesia sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống truyền hình FPT, VTV và ứng dụng FPT Play, Vogo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Đây là lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2026 hôm nay 26 tháng 3 và rạng sáng ngày 27 tháng 3. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.